Chào mừng các bạn đã đến với bản tin dự báo thị trường hồ tiêu. Trên thị trường thế giới, dự báo giá hồ tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, song tốc độ tăng sẽ chậm lại. Giá hồ tiêu thế giới và tại Việt Nam tăng mạnh do Brazil và Việt Nam là hai nước quyết định nguồn cung trên toàn cầu, đang có sản lượng sụt giảm bởi thời tiết El Nino gây hạn hán. Nguồn cung ở các nước Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka cũng bị hạn chế. Theo đánh giá, về dài hạn trong 3 đến 5 năm tới, Lượng tiêu sản xuất ra chưa thể đáp ứng được cho nhu cầu tiêu dùng của thế giới. Những yếu tố khác ngoài cung cầu đẩy hồ tiêu tăng phi mã phải kể đến giá cước vận tải biển. Giá hồ tiêu tăng mạnh trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm cùng diễn biến thị trường vận tải biển vẫn căng thẳng gây khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu thời gian qua và trong cả thời gian tới. Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cũng lo ngại về khả năng do hoạt động đầu cơ, thương lái và nhà đầu tư đã gom hàng và tạo ra tình trạng khan hiếm giả tạo, đẩy giá hồ tiêu lên cao. Nhiều doanh nghiệp chia sẻ, giá hồ tiêu đang cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái và đạt mức cao nhất 8 năm qua khiến các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó. Doanh nghiệp không mua được hàng trong khi đó, giá vẫn cứ tiếp tục được đẩy lên, nhiều nông dân chữ chờ giá tăng thêm. Điều này đang tạo áp lực lên một số doanh nghiệp phải gom đủ hàng cho đối tác. Về vấn đề này, các chuyên gia nhận định, giá tiêu tăng nhanh gần đây do tác động của yếu tố đầu cơ. Hiện giá thế giới đang tăng, giá nội địa thấp hơn thế giới nên nhiều đại lý nhỏ lẻ đang găm giữ hàng, đẩy giá lên xuất khẩu hồ tiêu triển vọng đạt tỷ đô la Mỹ. Năm tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam đạt 30.466 tấn, chiếm 26,6% và so cùng kỳ tăng 44,4%. Đức vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam đạt 7.532 tấn, chiếm 6,6% và tăng 103,2%. Một số thị trường có lượng xuất khẩu tăng ấn tượng như Italia tăng 179,0%, Nga tăng 49,7%, Tây Ban Nha tăng 49,1%, Ai Cập tăng 39,0%. Theo thống kê bộ sơ bộ của VPSA, trong tháng 5 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được 31.357 tấn hồ tiêu các loại với kim ngạch xuất khẩu đạt 141 triệu đô la Mỹ. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu đen trong tháng 5 đạt 4.542 USD trên 1 tấn, tiêu trắng đạt 6.106 USD trên 1 tấn tăng 229 đô la Mỹ đối với tiêu đen và 63 đô la Mỹ đối với tiêu trắng so với tháng trước. Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch gần nhất, cộng đồng hồ tiêu quốc tế IPC điều chỉnh giá tiêu xuất khẩu của một số quốc gia như sau. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam đang ổn định ở mức cao, cụ thể. Giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 g trên lít, mức giao dịch là 7.800 USD một tấn, quy ra tiền Việt Nam đồng, tương đương với 198.000 đồng trên kg còn loại 550g trên lít lên ở mức giao dịch 8.000 USD một tấn, tương ứng với 203.000 đồng trên kg, giá tiêu trắng loại ASTA, niêm yết ở giao dịch là 12.000 USD một tấn, tương đương với 305.000 đồng trên kg. Đối với thị trường Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 về mức 7.900 USD một tấn, tương đương với 201.000 đồng trên kg. Ở thị trường trong nước, giá hồ tiêu dự báo sẽ phục hồi tăng trở lại. Hiện tại các địa phương giao dịch quanh mức từ 156.000 đến 160.000 đồng trên kg. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin về thị trường hồ tiêu hôm nay.